Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của báo đệ tử VTC News. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Chính quyền địa phương cho biết, ít nhất 3 người bị thương trong cuộc tấn công của Nga vào New York, một thị trấn thuộc vùng Donetsk do Ukraine kiểm soát. Quan chức địa phương, ông Vadim Filaskin đã nói rằng, hai quả bom đã rơi trúng một tòa nhà 3 tầng ở New York và một tên lửa phá hủy lối vào khiến tòa nhà sụp đổ. Ngoài 3 người bị thương, 5 người khác cũng đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Ông gọi vụ việc này là một cuộc tấn công đầy hoài nghi của Nga nhằm vào dân thường. Tuy nhiên, phía quân đội Nga chưa bình luận về vụ việc cũng như cáo buộc của Ukraine. New York của Donetsk được thành lập vào năm 1859 bởi một nhóm người tin lành Mennonite đến từ Đức. Thời Liên Xô nó được đổi tên thành Novgorodskoe, thành phố mới, nhưng tên cũ được khôi phục vào giữa năm 2021. Một diễn biến liên quan khác, Tình trạng khẩn cấp cũng đã được ban bố tại thành phố Vorone của Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine. Theo hãng tin Reuters, vụ tấn công của Ukraine đã gây hư hại trong một số tòa nhà ở thành phố Vorone, miền nam nước Nga và khiến một đứa trẻ bị thương. Chia sẻ trên Telegram, ông Vadim Kastenin, thị trưởng Vorone cho biết người dân ở một tòa nhà chung cư đã phải đi sơ tán tới ngôi trường gần đó sau khi các mảnh vỡ UAV làm xuất hiện đám cháy nhỏ và làm vỡ nhiều cửa sổ. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong đêm đã phá hủy 5 UAV và chặn 3 chiếc khác ở vùng Vorone, nằm giáp biên giới với Ukraine. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, 4 UAV khác của Ukraine đã bị đánh chặn ở vùng Belgorod của Nga. Gần một căn cứ không quân Nga gần thành phố Vorone cũng đã xuất hiện ít nhất 15 tiếng nổ và một số mảnh vỡ UAV đã rơi xuống tòa trung cư gần đó. Theo Reuters, các hệ thống phòng thủ của Ukraine ở vùng Đông Bắc có một số điểm tương đồng với các hệ thống được triển khai ở phía Nam và phía Đông mục đích giúp Ukraine chống chọi trước các cuộc tấn công, đồng thời tái tạo lực lượng khi Moscow nắm quyền chủ động trên tiền tuyến. Tổng thống Volodymyr Zelensky từng chia sẻ, Ukraine đang tăng cường đáng kể các công sự sau khi đợt phản công được phát động vào tháng 6 năm ngoái đã không thể nhanh chóng chọc thủng phòng tuyến của Nga. Kiev cho biết sẽ không thay đổi quyết tâm giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát, nhưng hiện tại nước này đang tập trung vào những cải cách quân dịch để bổ sung nhân lực và giải quyết tình trạng thiếu pháo binh ở mặt trận. Các quan chức Mỹ giấu tên ám hiểu tình hình mới đây cho biết, hai đặc nhiệm xin gặp nạn ở Vịnh Aden, ngoài khơi Somali, khi tìm cách đổ bộ lên tàu hàng nghi chở bộ phận tên lửa đạn đạo tầm trung từ Iran đến Yemen. Đây là lần đầu chi tiết về sự việc được hé lộ. Nhóm lính xin triển khai từ tàu đổ bộ viện trình USS Lewis P. Buller và dùng xuống cao tốc để áp sát tàu hàng nghi chở vũ khí đến Yemen. Người đầu tiên trượt ngã trong lúc trèo thang lên tàu trong điều kiện biển động. Một đặc nhiệm lập tức lao xuống biển hỗ trợ khi phát hiện đồng đội bị ngã một quan chức cho hay. Do thời tiết xấu, hai đặc nhiệm xin nhanh chóng biến mất giữa những con sóng. Quân đội Mỹ triển khai lực lượng tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa xác định được vị trí hai đặc nhiệm mất tích. Các đặc nhiệm Mỹ sau đó bắt thủy thủ đoàn trên tàu hàng, tịch thu một số vũ khí và đánh chìm nó. Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ vẫn diễn ra trên vịnh Aden. Giới chức hải quân Mỹ hy vọng hai đặc nhiệm vẫn sống sót, nhận định nước biển ấm khiến họ ít có nguy cơ tử vong do hạ thân nhiệt. Nhấn mạnh mối lo ngại lớn nhất là sóng lớn, và nguy cơ hai binh sĩ kiệt sức vì phải bám trụ dưới biển quá lâu. Lực lượng Mỹ thường phối hợp với các quốc gia Trung Đông nhằm đối phó với cướp biển ở Vịnh Aden. Một số nhiệm vụ đòi hỏi binh sĩ đổ bộ lên tàu hàng để xác minh giấy tờ và bảo đảm tàu không vận chuyển hàng cấm. Đổ bộ, lục soát và chặn bắt phương tiện nghi vấn trên biển về là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất với các lực lượng đặc nhiệm. Hoạt động này đòi hỏi binh sĩ tiếp cận tàu mục tiêu bằng xuồng cao tốc, sử dụng thang dây và thiết bị chuyên dụng để trèo lên tàu Điều này càng khó khăn hơn trong điều kiện biển động và thủy thủ đoàn không hợp tác. Theo thông cáo được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ US đưa ra trước đó, cơ quan này tuyên bố sẽ không công khai danh tính của hai đặc nhiệm trên vì nhiều lý do an ninh cũng như tôn trọng quyền dân tư của thân nhân những ngày này. Dựa trên số liệu được giới chức Mỹ công bố, những cuộc không kích do Liên quân Mỹ-Anh tiến hành cuối tuần qua nhằm vào hầu thi đã khiến lực lượng này suy giảm 20-30% khả năng tấn công. Trước đó, một cuộc điều tra của Hải quân Mỹ công bố đã phát hiện ra những sai sót lớn trong quá trình huấn luyện khắc nghiệt để đào tạo thành viên của lực lượng đặc nhiệm xin tinh nhuệ. Cuộc điều tra được tiến hành sau thiệt mạng của thủy thủ Kyle Mullen trong quá trình huấn luyện vào tháng 2 năm 2022. Kết quả đã phát hiện sai sót trên nhiều hệ thống dẫn đến một số học viên có nguy cơ cao bị thương nặng. Kết quả điều tra nêu rõ hàng loạt vấn đề, bao gồm sự giám sát không đầy đủ của ban lãnh đạo, thiếu đánh giá rủi ro, hệ thống y tế không có sự đào tạo, tổ chức đồng bộ và diễn tập để đảm bảo theo dõi hoặc chăm sóc y tế hiệu quả liên tục, cũng như việc sử dụng thuốc kích thích. Cuộc điều tra phát hiện thủy thủ một lần thiệt mạng về căn bệnh được chẩn đoán là viêm phổi ngay sau khi hoàn thành bài kiểm tra cường độ cao, được gọi là tuần lễ địa ngục. Trong đó các học viên bị đẩy đến giới hạn thể chất trong khi bị thiếu ngủ. Các học viên khác trong cùng lớp huấn luyện của thủy thủ một lần cũng phải nhập viện. Thủy thủ một lần và các thành viên khác trong lớp đã gặp các vấn đề liên quan đến hô hấp trong tuần lễ địa ngục và phải chăm sóc y tế. Tuy nhiên, thông tin đó không được cung cấp cho bộ phận y tế nên mùa lần được kiểm tra y tế lần cuối và bộ phận này đã quyết định cho một lần nghỉ ngơi tại doanh trại. Tại doanh trại, mùa lần được những lính khác mới nhập ngũ không được đào tạo về y tế hoặc cấp cứu theo dõi sức khỏe và một trong số họ đã gọi cho sĩ quan y tế trực ban khi tình trạng của mùa lần xấu đi. Sĩ quan y tế đã đề nghị mùa lần đến bệnh viện nếu cảm thấy không được khỏe. Tuy nhiên, việc đánh giá kết quả huấn luyện của toàn bộ các học viên sẽ diễn ra vào buổi sáng nên mùa lần từ chối đề nghị này. Thủy thủ muôn lần chỉ được điều trị y tế sau khi một sĩ quan cùng lớp đã gọi tới số điện thoại khẩn cấp 911. Xin là lực lượng đặc nhiệm có tiếng tăm nhất của Hải quân Mỹ, lực lượng này đã thực hiện một số chiến dịch nổi tiếng, trong đó có vụ tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al Qaeda là Osama bin Laden ở Pakistan vào tháng 5 năm 2011. Bị IDF, lực lượng phòng vệ Israel tấn công nặng nề và tất cả những gì họ để lại là mang đến sự dày vò tâm lý cho gia đình các con tin. Đoạn video đầu tiên được công bố hôm 14 tháng 1, chiếu cảnh ba con tin Noah Agamani, Itai Sviski và Yoshi Sarabi nói chuyện trước camera rồi kết thúc với chú thích. Ngày mai, chúng tôi sẽ thông báo cho các người về số phận của họ. Đoạn video thứ hai, công bố hôm ngày 15 tháng 1, Hamas tăng thêm sức ép bằng cách lập lại thông điệp rằng số phận của ba con tin sẽ sớm được tiết lộ. Đoạn video thứ ba, được công bố vào cuối ngày 15 tháng 1, cho thấy thi thể của hai con tin, Yoshi Sarabi, 53 tuổi, và Itai Edvisky, 38 tuổi. Kèm theo cảnh Noah Agamani, 26 tuổi, nói rằng cả hai người đàn ông đều đã bị lực lượng Israel giết chết. Không rõ liệu Agamani có nói chuyện trong tình trạng bị ép buộc hay không, do video đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel IDF, Daniel Hagari, đã đề cập đến các đoạn video trong cuộc họp tối ngày 15 tháng 1 và phủ nhận rằng Itai Edvisky không bị lực lượng Israel tấn công như video thứ ba tuyên bố. Ông cho biết IDF đã không tấn công tòa nhà nơi ba người bị giam giữ mà tấn công gần đó. Daniel Hagari nói, "Chúng tôi không tấn công ở những nơi mà chúng tôi biết có thể có con tin. Chúng tôi đã tấn công các mục tiêu gần vị trí nơi họ bị giam giữ. Chúng tôi đang điều tra sự kiện và hoàn cảnh xảy ra, xem xét các hình ảnh do Hamas phân phối kết hợp với các thông tin bổ sung mà chúng tôi có." Người phát ngôn quân đội nói thêm rằng đại diện của IDF đã gặp gia đình của ba con tin và cập nhật cho những thông tin mới nhất mà họ có. Đồng thời cho biết thêm IDF bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về số phận của hai trong số những người bị bắt giữ. Hamas và các nhóm khác đã bắt khoảng 240 con tin vào Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hơn 100 con tin Israel và nước ngoài đã được trả tự do trong lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng 11, trong đó những người Palestine bị giam trong các nhà tù của Israel được thả để đổi lấy người Israel. Israel tin rằng 132 con tin vẫn còn ở Gaza, trong đó có khoảng 107 người được cho là vẫn còn sống. Agamani, 26 tuổi, một trong ba con tin trong video, đã bị bắt cóc ở lễ hội Nova khi đang đi cùng với bạn trai. Còn Itai Edvisky thì bị bắt cóc khi đang thăm gia đình ở Kibbutz Berry từ nhà riêng ở Tel Aviv. Trước đó tháng 12 năm 2013, hàng trăm người biểu tình ở Tel Aviv để kêu gọi chính phủ giải cứu con tin sau vụ binh sĩ Israel bắn nhầm ba người bị giam ở Gaza. Những đám đông lớn tập trung tại giao lộ Kaplan ở Tel Aviv và gây cản trở giao thông khi họ tuần hành về phía trụ sở quân sự Kiria của lực lượng phòng vệ Israel IDF, người biểu tình kêu gọi chính phủ khởi động những nỗ lực giải cứu con tin đang bị Hamas giam ở Gaza. Thời gian của họ sắp hết, hãy đưa họ về nhà ngay bây giờ, đám đông hô lớn. Sẽ không có chiến thắng cho đến khi những con tin cuối cùng được thả. Người biểu tình cũng mang theo những tấm biển có ảnh, tên của con tin cùng thông điệp gửi đến họ, kêu gọi thả họ ngay lập tức. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi quân đội Israel thông báo binh sĩ nước này bắn chết ba con tin ở Gaza City vì xác định nhầm họ là một đe dọa. Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi đây là bi kịch không thể chịu nổi. Nhà Trắng cũng mô tả sự việc là nhầm lẫn bi thảm. Vừa qua, cơ quan tình báo Mossad của Israel cũng cáo buộc Hamas lên kế hoạch tấn công Đại sứ quán Israel ở Thụy Điển nhằm mở rộng hoạt động sang châu Âu. Theo hãng tin Reuters, sau khi chính quyền Đan Mạch, Đức và Thụy Điển thông báo các vụ bắt giữ hồi tháng trước, Mossad đã nêu tên một thành viên được cho là thuộc mạng lưới Hamas ở Thụy Điển, nhưng không nói rõ liệu người này có bị giam giữ hay không. Tuyên bố của Mossad cho biết, một cuộc điều tra đa quốc gia đã nhận được thông tin rằng mạng lưới Hamas nhận lệnh từ một nhóm chỉ huy ở Liban và có ý định tấn công Đại sứ quán Israel ở Thụy Điển. Mùa rủ lượn, kích hoạt các thành viên của các nhóm tội phạm ở châu Âu. Hiện chưa có phản hồi từ Hamas về các buộc này. Trước đây nhóm này cho biết chính sách của mình là chỉ tấn công vào Israel, bờ Tây và dài Gaza, các vùng lãnh thổ mà họ mong muốn là thuộc nhà nước Palestine bộ ngoại giao thụy điển từ chối bình luận về vấn đề an ninh này của đại sứ quán israel nhưng cho biết thụy điển rất nghiêm túc trong thực hiện cam kết của mình theo công ước viên để bảo vệ các cơ quan đại diện nước ngoài